Hello, em xin chào các bác. Em tên là Liêm, một kỹ thuật viên bên cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, cũng như thông báo với các bác ở những video clip lần trước, thì hôm nay bên cửa hàng của chúng em sẽ có đồng thời hai kênh hoạt động cùng một lúc. Kênh thứ nhất có tên là kênh Cương Audio. Kênh này thì thường xuyên giới thiệu đến các bác những sản phẩm hàng về, những dòng loa nghe nhạc, những dòng loa hát karaoke, những bản test nghe nhạc và những video hướng dẫn đầu nối kỹ thuật. Kênh thứ hai có tên là kênh âm thanh vàng. Cách này thì thường xuyên giới thiệu chi tiết đến các bác những dòng loa vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke. Những dòng loa hát karaoke chuyên sâu và đặc biệt những bác nào yêu thích karaoke và muốn được thưởng thức những bản test hát karaoke do bên cửa hàng của chúng em thực hiện thì các bác có thể truy cập vào kênh của Âm Thanh Vàng. Còn bác nào muốn thưởng thức những bản test nghe nhạc thì các bác có thể truy cập vào kênh của Cương Audio. Do đó thì cũng rất mong được sự ủng hộ của các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc bằng việc ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng em. Em xin chân thành cảm ơn. Trước mắt màn hình các bác thấy được đây là ba cặp loa bốt vừa mới cập bến tại cửa hàng của chúng em. Gồm có đôi loa bốt 501 CD4, 601 trơn và 601 CD3. Đây là những cặp loa rất là đa năng. Các bác có thể nghe nhạc vàng tí tách rồi là chơi những dòng nhạc có tiết tấu rộn mạnh như dòng nhạc remix, DJ, net top. Ngoài ra thì các bác có thể kết hợp hát karaoke rất là tuyệt vời. Đây là những mẫu loa 2 trong 1 vừa nghe hay và vừa H2. Ở video clip ngày hôm nay thì em sẽ quay qua về tình trạng của những mẫu model này. Để bác nào yêu thích những mẫu model này hay những thiết bị audio khác thì xin vui lòng liên hệ với chúng em qua hai số điện thoại trên tấm biển xanh. Trước tiên thì các bác nhìn thấy đây là cặp loa bốt 501 CD4. Dòng này thì nó có nhiều phiên bản 501 trơn, 501 CD2, 501 CD3 và đây là 501 CD4. Dòng này thì nó đem lại chất âm rất là hay, tiếng bass của nó rất là mềm và sâu. Nó sử dụng một loa bát có đường kính là 25 cm và nó sử dụng hai loa chép giấy được bố trí đảo xuôi chiều nhau. Ở mặt trước thì các bác thấy nó được bố trí bằng tấm e căng bao đậy ba mặt xung quanh. Đây là ở phía trên nóc của loa. Ở video này thì em sẽ quay để các bác nắm được về tình trạng của những sản phẩm như thế này. Đây là mặt sau và góc bên sườn của loa. Những cặp loa Bose 501 CD4 này thì có mức giá là 19 triệu 500 nghìn đồng. Tiếp theo ở bên này đây là cặp Bose 601 trơn. Dòng này thì nó thiết kế driver khác với dòng Bose 501. Dòng này thì nó lại sử dụng hai loa bát có đường kính là 25 À, xin lỗi các bác, hai loa bát có đường kính là 20 cm. Một loa bát đánh định hướng về phía trước và một loa bát đánh chết ngựa lên. Nó sử dụng bốn loa chép giấy được bố trí đảo xuôi chiều nhau. Ở mặt trước tấm e -cang này, các bác có thể bỏ ra này thì các bác có thể quan sát được cái loa bass ở mặt trước. Còn ở phía trên này thì nó sử dụng một loa bass và bốn loa chép giấy. Các bác muốn quan sát driver thì các bác có thể giật bỏ e căng này ra. Dòng này thì nó đem lại tiếng bass rất là căng, chắc và tròn, trung chép thì rất là trong sáng và chi tiết. Vừa nghe hay, vừa hát hay, rất là tuyệt vời. Giá là 20. Tiếp theo ở bên này các bác chỉ cần nhìn thấy thôi là các bác cũng đã mê rồi và các bác cũng đã nhận ra đó là bốt 601 CD3. Đây là mẫu model được rất nhiều người chơi audio yêu mến về chất âm cũng như về hình thức. Và hiện nay thì có rất nhiều bác cũng đang mong muốn được sở hữu cho mình những cặp loa chất lượng như thế này. Dòng này thì nó đã rất là nổi tiếng rồi và không chỉ riêng shop em giới thiệu đến các bác đâu mà rất nhiều shop khác cũng đã giới thiệu đến các bác rồi. Chủ yếu em quay để các bác có thể nắm được về cái tình trạng của nó để các bác biết về mức độ của sản phẩm thôi. Dòng này thì nó sử dụng hai cái e-căng như nó khác với dòng 601 giúp chúng ta có thể cầm nhấc ra ngoài được. Các bác thấy về cấu trúc driver của nó đây. Đấy, nó cũng sử dụng hai loa bát, mỗi loa bát có đường kính là 20 cm. Một loa bát đánh định hướng về phía trước và một loa bát đánh trích ngựa lên. Nó sử dụng bốn loa chép giấy được bố trí đảo xuôi chiều nhau. Các bác thấy đây là cặp loa thì nó về nó vẫn còn nguyên cả cái bọc của ở phần loa chép này tuy nhiên thì có có, có về thì về Việt Nam chúng ta thì có những con còn có những con nó cũng mất rồi Đấy. nhưng cặp này thì vẫn là vẫn còn nguyên cả cái bọc bên ngoài của loa chép các bác thấy đây là một màu vàng ươm Đấy. rất là đẹp và những cặp loa như thế này thì có mức giá là 42 triệu đồng vẫn để cho các bạn mức giá rất là tuyệt vời ngày hôm qua thì có một bác ở Hà Nội cũng đã đến trực tiếp tại cửa hàng của chúng em và cũng đã lấy một đôi bốt 601 CD3 và một chiếc âm ly Denon PMA 2004 là mã rồi các bác cũng đã rất là ok lúc đầu thì bác định lấy bốt 701 nhưng sau khi hai bác thẩm âm với so với cặp 601 thì các bác chốt 601 luôn các bác cũng không lan tăn về lựa chọn cặp 701 nữa vì đây là cặp bốt 601 CD3 thì đem lại chất âm cực kỳ tuyệt vời rồi và những cặp loa bốt 501 CD4, 601 và 601 CD3 thì các bác có thể kết hợp với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Dòng này rất là dễ dàng phối ghép. Ở video clip này thì em cũng tiện em tiếp thị đến các bác luôn những chiếc âm ly của Denon. Các bác thấy đây là những chiếc âm ly Denon 890DG dòng tem trứng. Ở hai bên thì nó sử dụng hai cái hồi gỗ và ở mặt trước thì nó sử dụng mặt màu vàng chanh. Đây là ngoài là chiếc âm ly ra thì nó trong lòng nó thích hợp một bộ giải mạng DAC. Các bác có thể mua một mà được hai luôn. À, những chiếc âm ly như thế này thì có giá ngoài 20. Bên này thì các bác thấy đây là những chiếc âm ly Sansui 907 này, 707XDCAT này, 707XCAT này và 907XDCAT này, 607LXCAT. Bên này là những chiếc âm ly Denon 890D dòng tem trứng và không tem trứng. Các bác thấy chiếc âm ly 890D tem trứng như thế này tuyệt vời, quá xuất sắc, các bác thấy rất là đẹp. và những chiếc âm ly 890D dòng uh, tem và không tem như thế này thì có giá ngoài 10 triệu một chút. Đấy. Các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em để biết giá thêm chi tiết. Ngoài ra thì các bác có thể thấy tham khảo thêm những cặp bốt 601 cd 2 này. Hiện nay thì bên cửa hàng của chúng em cũng còn hai cặp 601 cd 2. Tiếp theo bên này nữa các bác thấy đây là những cặp bốt 601 cd 3. Đấy. Rất là nhiều. Thoải mái để các bác có thể chọn lựa những cặp loa bot 601 CD3 hay 601 CD2 501 CD4 này 601 trơn này 601 CD3 và 701 hai lỗ thông hơi các bác thấy 501 CD3 có thể nói hiện nay những dòng loa bốt thì bên cửa hàng của chúng em cũng còn rất là nhiều hay ông bốt 4.2 301 CD3 này 4.2 này bên cửa hàng của chúng em đều sẵn hàng bác nào yêu thích mẫu bốt như thế nào thì các bác cứ alo cho bên cửa hàng của chúng em như vậy vừa rồi thì em cũng giới thiệu đến các bác ba à, cặp loa bốt vừa mới cập bến tại cửa hàng của chúng em để các bác có thể nắm được và các bác yêu thích thì các bác cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại trên tấm biển xanh đây ngoài ra thì các bác thấy đây là đôi loa JBL là 100 century ngày hôm nay thì em vừa gửi một đôi loa JBL 100 century phiên bản thẳng hàng gửi cho bác khiêm ở Vĩnh Phúc rồi thì hiện nay bên cửa hàng của chúng em cũng còn một cặp nữa và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây xin chào và tạm biệt các bác